áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 3 bộ sách kết nối tri thức. Mời các em đến với phần sách học sinh tiếng Việt 3 tập 1 bài 13 bàn tay cô giáo. Một tờ giấy trắng cô gấp cong cong, thắt cái đã xong, chiếc thuyền xinh quá. Một tờ giấy đỏ mềm mại tay cô, mặt trời đã phô, nhiều tia nắng tỏa. Thêm tờ xanh nữa cô cắt rất nhanh, mặt nước dập dềnh, quanh thuyền sóng lượn. Như phép màu nhiệm hiện trước mắt em, biển biếc bình minh, rì rào sóng vỗ. Biết bao điều lạ từ bàn tay cô. Nguyễn Trọng Hoàn. Như vậy, cô vừa kết thúc bài 13, bàn tay cô giáo. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.